Trong bài học này, tôi sẽ cung cấp cho các bạn các ngôn từ về tử huyệt cảm xúc. Trong mỗi con người thường sẽ có những tử huyệt mà khi ta chạm đúng vào thì họ thường có xu hướng là chú ý đến những gì ta nói và đồng ý theo những gì ta nói. Tử huyệt cảm xúc có rất nhiều dạng tử huyệt cảm xúc khác nhau và có cả cuốn sách để nói lên vấn đề này. Tuy nhiên ở đây tôi tóm gọn với các bạn trong một số cái tử huyệt cảm xúc như sau. Đầu tiên có thể là bạn sẽ biết về tử huyệt cảm xúc, đó là nỗi sợ. Người ta sợ, thường hay sợ mất mát, sợ mất mặt, sợ bị cô lập với mọi người, vân vân, rất là nhiều nỗi sợ. Khi ta nói về những ngôn từ mà có nỗi sợ thì thông thường thì sẽ được chú ý nhiều hơn. Thứ hai, đó là người ta thường có xu hướng thích thể hiện bản thân. Cho nên là nếu ta nói về những ngôn từ giúp cho họ tạo phong cách, giúp cho họ thể hiện được bản thân mình, thì họ cũng rất là thích và chú ý muốn nghe tiếp. Thứ ba, đó là sự tò mò. Con người thường hay thích khám phá, thích biết chuyện của người này, người nọ. Nên là các bạn có thể dùng tâm lý này để tạo ấn tượng cho bài viết của mình. Các bạn bắt đầu ghi nhé. Đó là các từ ví dụ như đầu tiên, cuối cùng, nhất, duy nhất, chỉ có, tiết lộ, hé mở, bí mật, bí quyết, lo ngại, lo lắng, có hạn, căng thẳng, cảm thấy tự ti, chán, ngán, mọi người đều đã, còn bạn thì sao? Vân vân. Trên đây là một số ngôn từ về tử huyệt cảm xúc. Mời bạn đi vào bài tiếp theo.